ATM này nhanh thật đấy. Phải rút thêm tiền mới được. Anh hết tiền rồi. Ơ, sao thế nhở? Máy hỏng à? Cái gì? Mới có 1 triệu thôi mà đã hết tiền rồi á? Cái này làm sao mà đủ tiêu cơ chứ? Kệ em, anh xin lỗi nhá. Nhưng mà hôm nay anh hết tiền mất rồi. Nhưng mà anh hứa với em là anh sẽ lại kiếm tiền, rồi anh đưa cho em tiếp nhá. Anh nói thật chứ? Anh hứa mà. Ôi trời ơi, em chờ đợi mỗi ngày chỉ lấy được ít tiền lẻ thôi á. Ý em là... Đi với anh ấy, ngày nào cũng sẽ cho em tiền tiêu không phải nghĩ. Anh nói thật à? Em nghĩ sao? Em theo anh. Kiều My, em bình tĩnh đã. Anh hứa với em là anh có tất cả mọi tiền, anh sẽ cho em hết. Anh thôi đi, anh có làm cả đời không bằng được một góc nhỏ của anh ấy đâu. Thanh xuân của tôi có hạn, không có thời gian rảnh để mà theo anh đâu. My ở nhà chán quá, hay là mình ra ngoài một chút đi. Ra ngoài? Em nói thật đi, em muốn làm gì? Đúng là chỉ anh hiểu em thôi. Thật ra là em cũng đang muốn ra ngoài mua một ít đồ. Anh thấy rồi còn gì, quần áo của em đã mặc hết rồi, bây giờ làm sao mà mặc lại được nữa. Thế em tự đi mà mua đi. Anh thừa biết là em không có tiền rồi còn gì nữa. Anh cũng làm gì có. Anh cũng phải là cái túi không đáy đâu mà em cứ... Cái gì phải có giới hạn của nó thôi, tiết kiệm lại đi. Rõ ràng lúc yêu em, anh đã nói là em chỉ cần đồng ý thôi thì anh sẽ không để cho em lo cơm áo gạo tiền gì cả. Anh đã hứa như thế rồi cơ mà, sao bây giờ anh lại tính toán từng đồng một với em à? Em đúng là sai lầm khi đã tin tưởng anh đấy. Sai lầm á? Chứ không phải là tại cô tiêu tiền hoang phí tôi mới đến cái cảnh hết tiền nhảy à? Cô thử nghĩ lại mà xem, đồ thì toàn là đồ hiệu, sao mà cứ đòi mua bằng được, mặc thì một lần là bỏ. Túi thì cũng phải là túi xịn, xe thì cũng phải là xe sang, đi ăn thì cũng phải là nhà hàng sang trọng nhất cô rồi đấy. Trách tôi đấy à? Đúng rồi đấy. Tốt nhất là nên tiết kiệm lại đi, không tôi thống khổ ra đường đấy. Là tại tôi hoang phí, hay là tại anh vô dụng, hay là bây giờ anh chán tôi rồi, cho nên cố tình bày ra cái trò này để kiếm con khác chứ gì? Đã thế nhá, tôi sẽ không đi đâu hết. Ôi bà cô của tôi ơi, tôi đến lạy cô đấy. Cô nghĩ là tôi còn tiền để nuôi gái nữa à? Thế thì mau đưa tiền đây cho tôi. Đã bảo là hết tiền rồi còn gì, lấy đâu ra? Hết tiền thì ra ngoài mà kiếm tiền đi, còn ngồi đây làm cái gì nữa, đồ vô dụng này. Bảo ai đồ vô dụng đấy? Việc tôi làm thì không đến lượt cô phải dạy. Đừng có dạy thằng này. Sao? Anh định đánh tờ đấy à? Còn hơn cả đánh đấy. Tốt nhất là biết điều lại đi. Tha mình. Toàn đồ đẹp thế này mà mình lại không có tiền để mua. Thôi không sao, chỉ cần được ngắm là mình đã thấy vui lắm rồi. Em chào chị ạ, chị cần em giúp gì không ạ? Anh Toàn. Là My à? Không ngờ gặp em ở đây. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Dĩ nhiên rồi. Bỏ anh một cái, tôi sống thoải mái hẳn, tiền tiêu không phải nghĩ luôn. Mà nhìn anh thế này, tôi thấy xấu hổ thay anh đấy. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi à? Em nghe anh đã. Thôi, chuyện của tôi và anh đã là chuyện quá khứ rồi, không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Anh tốt nhất là nên làm tốt vai trò của mình, là phục vụ cho tôi đi. Còn nếu không ấy, tôi sẽ phản ánh lại với bên chủ. Lúc đấy mất việc như chơi đấy. Được thôi, nhưng mà tôi xin phép nói trước với cô như vậy nhé. Tất cả những đồ ở đây đều là hàng thiết kế, và nó có giá trị không hề nhỏ đâu. Cô ngắm xem có thể mua được hay không, rồi bắt tôi tư vấn. Chứ không mất công tôi tư vấn cả buổi rồi, cô lại ra về tay không thì buồn cười lắm. Mấy cái này á, có đáng là bao đâu. Tôi đủ sức mua cả cửa hàng của anh ấy chứ. Đi vào trong lấy cho tôi những mẫu đắt tiền nhất ra đây. Dạ vâng, thì chờ một chút. Này, tôi đang bao việc để gọi tôi đến đây làm gì đấy? Em nhỏ tiếng thôi. Em đang ở đây thì bắt gặp thằng Toàn, nó đang khiêu khích em mua đồ đấy. Bây giờ vì thể diện của anh và cả của em nữa, anh mua cho em nhá. Hôm trước tôi vừa mới bảo cô như nào mà cô lại... Thôi em xin anh đấy, em mua cho em đi. Anh chị ạ. Đồ của em yêu tôi mua hết bao nhiêu là gói hết ạ? Tôi đã gói hết lại rồi. Của anh chị hết là 10 triệu. Cái gì? Mà tận 10 triệu? Thôi, thằng thiết kế mà anh. Mà thiết kế làm sao mà đắt như thế? Xin anh đấy, mua cho em đi nhá. Làm việc đi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hy vọng rằng lần sau anh chị sẽ lại qua đây ủng hộ tôi tiếp.
Anh chị chờ một lát. Đây, đấy, đồ của cô đấy, liệu mà trả lại tiền tôi đi. Thì anh biết là em không làm gì rồi, em lấy đâu ra tiền mà trả cho anh. Thế sao không có tiền rồi lại còn sĩ, mua một đống đồ hiệu để về làm gì, có bỏ thay cơm được không? Bây giờ thì hay rồi đấy, tiền đâu ra để mua đồ ăn. Thì tại vì anh ta khiêu khích em mới làm như thế chứ, chúng ta không có gì ăn, cũng là tại anh ta mà. Anh ta kìa, em sẽ không để cho anh ta sống tốt đâu. Anh chị ạ, à, anh chị lại muốn mua hàng gì tiếp ạ? Mua bán cái đầu nhà anh ấy, anh bị ổi thật đấy, lại còn ép chúng tôi mua đồ nữa. Cô nói chuyện buồn cười nhỉ, tôi có cầm dao kề vào cổ cô đâu, mà bảo tôi ép cô mua hàng. Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, anh đã biết rồi còn gì nữa. Thôi, nhiều lời với mấy cái loại này làm gì. Mà cái gì ơi, đưa cho xem nào. Ê, bình tĩnh, trả lại cho tôi. Trả lại cho mày á? Mày khiến cuộc sống của bọn tao không được yên ổn, thì mày nghĩ tao để yên được cho mày không? Này, dừng lại, anh mà ném nó đi anh sẽ phải hối hận đấy. Mày đang dọa tao đấy à? Cái đồ này của mày mua nó có nổi mấy chục nghìn đâu hả? Dọa tao à? Rồi xong rồi đấy, chúc mừng hai người nhá. Giá trị của cái vòng này là 100 triệu, bây giờ hai người phải đền cho tôi. Cái gì 100 triệu á? Trong này có cái gì mà nhiều tiền như thế được? Nó là vòng ngọc, nếu như hai người không tin thì mở ra xem đi, còn hóa đơn ở trong đấy. Đúng thật, làm thế nào bây giờ? Này, em phải đi tin anh ta à? Nghèo như anh ta làm sao mà có chuyện mua đồ đắt thế? Ở trong cái hóa đơn này, nó còn số điện thoại đấy. Bây giờ hai người có thể gọi vào đó để xác nhận, hoặc là gọi bất kỳ ai đến đây để xác nhận cái việc đó. Vậy là anh giàu rồi à? Đúng vậy, sau khi chia tay với cô, tôi đã dùng tiền của mình, tôi mở một chuỗi cửa hàng thời trang này. Có phải là tại vì anh nhớ em đúng không? Nếu vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội. Cô đừng có mơ nữa, tôi đã có người yêu rồi, và cô ấy không phải là cái loại người hám tiền và đào mỏ như cô đâu. Còn bây giờ hai người đền tiền nhanh lên, không tôi báo công an đấy. Ôi, thôi Toán, trước sau gì mình cũng từng là chỗ bạn bè với nhau căng thế. Bạn bè cái gì, từ ngày hai người quay lưng lại phản bội tôi thì đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa hết rồi. Trả tiền đi nhanh lên. Là anh đập nó, anh sẽ đi mà đền đi. Này, cô đừng có vớ vẩn nhá, nếu mà không phải tại vì cô thì tôi đâu có khổ như này hả? À, cô đi mà đền. Tôi không có. Hai người bàn bạc nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Anh ơi, bây giờ chúng tôi không có tiền, hay là anh cho chúng tôi nợ nhá? Nợ á? Thế hôm nay tôi cho hai người đi về, hôm sau tôi biết tìm hai người ở đâu. Hay là anh cắm tặng con xe rồi trả tiền cho anh ta đi. Không được. Sẽ không được, đến nước này rồi mà anh còn tiếc cái xe nữa à? Vấn đề là xe đi thuê làm sao mà bán được. Cái gì? Tôi tưởng là xe của anh cơ mà, bây giờ sao? Bây giờ là cả hai không có tiền đúng không? Tôi cho hai người một cơ hội nhé. Tôi sẽ cho phép hai người vào làm việc ở đây để trừ dần số tiền đó, được không? Gì? Bọn tôi làm nhân viên ở đây á? Không thể lên phường, đi. Thôi, cũng được. Anh uống nước đi này. Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện này từ nay về sau cô không cần phải làm đâu. Chỉ cần ở ngoài làm tốt việc của mình là được rồi. Em biết là anh vẫn còn giận em về chuyện trong quá khứ. Đúng là em đã sai khi bỏ lại anh, nhưng mà em đã hối hận rồi, mình làm lại được không anh? Cô vô liêm sỉ nó vừa thôi. Bạn trai cô còn đang ở ngoài kia mà cô lại vào trong này và tán tỉnh tôi à? Cô cảm thấy có lỗi với anh ấy sao? Và nếu như cô không làm việc tử tế thì cả đời không trả hết nợ đâu. Vậy thì em sẽ ở bên anh cả đời luôn. Xin lỗi, hình như tôi vào không đúng lúc thì phải. Không đâu, em vào vừa kịp lúc đấy. Giới thiệu với cô My nhé, đây là người yêu của tôi. Và bây giờ bọn tôi cần một không gian riêng. Mời cô ra ngoài làm việc. Ra thì ra. Này, cô cứ làm cái gì cứ gọi mãi ở trong thì không nghe. Đi làm việc anh em. Làm cái gì mà làm? Tôi chán cái cảnh làm người hầu như thế lắm rồi. Thưa bà, là bây giờ bà không làm bà định làm gì? Tôi có cách giúp cho hai chúng ta thoát khỏi cảnh hầu hạ này rồi đấy. Chỉ là không biết anh có muốn hợp tác với tôi hay không thôi. Cách gì? Anh bỏ thuốc anh Toàn để cho anh ta lên giường ngủ với tôi. Như vậy chúng ta có thể bắt anh ta xóa nợ rồi. Kế hoạch hay đấy nhỉ? Anh Toàn, mọi chuyện không phải như thế đâu ạ. Thì tôi ở đây để hóng kế hoạch của cô thôi. Nói cho hai người biết nhé, tôi đã rất cố gắng để cho hai người một cơ hội làm lại, nhưng có vẻ là hai người không cần thì phải. Anh bỏ qua cho em đi ạ. Là em suy nghĩ nông cạn, em xin anh đó. Thôi được,
Tôi sẽ cho cả hai người một cơ hội cuối cùng. Nên nhớ một điều, ở đây có camera đấy. Nếu như mà hai người định dở cái trò gì, không xong với tôi đâu. Mình đi thôi. Vâng. Thôi đây, đi vào làm việc đi. Ở đấy mà xoắn nợ. Thôi đi. Em sao thế? Anh này, anh còn tình cảm với My đúng không? Em đoán thử xem. Hay là để bây giờ anh chứng minh cho em biết nhé. Thôi, em đói rồi, đi ăn đi. Ui dồi, đây, cái thằng kia, đi ra ngoài này, bước ra đây, mày làm cái gì ở trong đấy, hả? Nhanh! Tôi ngủ quên. Ngủ quên á? Mày nói đây là của ý gì? Định trộm cắp gì ở đây đúng không? Tôi nói thật mà. Cái thứ bẩn thỉu như mày nhá, không xứng đáng để bước vào đây nhá. Tôi có làm cái gì đâu mà anh phải nặng lời như thế. Vì mày làm bẩn mắt của tao, như thế là tội nặng lắm rồi. Thôi anh, mọi người đang nhìn đi kìa. Em phải để anh làm rõ cái chuyện này nhá. Mình bỏ tiền ra để vào những cái nơi sang trọng như thế này, đâu phải là để nhìn mấy cái thứ bẩn thỉu như này đâu. Xin lỗi Quỳnh Hấp, có chuyện gì vậy ạ? Cô nhìn vào không thấy à? Hả? Quán của cô làm ăn kiểu gì mà để cái tên hôi hám bẩn thỉu như này xuất hiện để dọa khách vậy? Cái thằng này, mày đi phá quán tao đấy à? Tôi ngủ quên thôi mà. Luôn. Xin lỗi quý khách ạ, vì đã để cho quý khách trải nghiệm sự không vui này. Để tôi đích thân dẫn mọi người lên ạ. Không cần nữa nhá. Bây giờ cái thang máy ở quán cô dính mùi hôi hám bẩn thỉu ở cái dây này rồi. Chúng tôi đi chỗ khác. Ok ok. Nhá. Đi về em, đi. Ok. Chỉ vì cái thằng ăn xin là một cái buổi đi chơi của mình mất cả vui. Cứ nhớ đến cái hình gớm ghiếc của nó lại thấy buồn nôn rồi. Em thấy anh nặng lời quá rồi đấy. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ là người khó khăn tìm chỗ để ngủ thôi mà. Em này, một cái thằng ăn xin như nó, nơi nó nên vào là bãi rác hay là gầm cầu chứ không phải là một cái nơi sang trọng như thế để ngủ, em hiểu chưa? Nhìn nó ngủ tức hết cả mắt đi, may mà lúc đấy anh kiềm chế kịp nhá, chứ không anh cho nó một trận nhớ đời rồi. Em không nói chuyện với anh nữa. Anh nói quá đáng quá rồi đấy. Anh cũng không thèm nói chuyện với em nữa. Nói như kiểu nước đổ đầu vịt ấy. Phục vụ, cho mình gói hết đống đồ ăn em mang về. Em làm cái gì đấy? Thì đồ ăn thừa em mang về chứ làm sao? Em buồn cười nhỉ, làm như thế không thấy mất mặt à? Có gì mà mất mặt, đồ ăn thừa thì mình mang về, mình ăn thừa để ở đây mới là mất mặt ấy. Thôi tụi em về trước, em cứ ở lại với cái đống đồ ăn của em đi. Anh làm sao đấy? Anh Duy! Là anh à? Là cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Này, tôi cho anh đấy. Hả? Anh đói rồi đúng không? Anh ăn đi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Mà cô không chê tôi hôi hám sao? Anh nói cái gì vậy? Mà anh có muốn có việc làm không? Có, tôi muốn đi làm lắm. Nhưng mà chẳng ai thuê tôi cả. Thấy bộ dạng của tôi thế này, họ cũng sợ. Tôi sẽ thuê anh. Cái gì? Công ty của tôi đang tuyển thêm vị trí bảo vệ. Nếu được thì anh cứ qua ứng tuyển. Có công việc thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đấy. Thật vậy? Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ ạ. Sao mày lại ở đây? Chào anh. Chó này, ai cho mày xuất hiện ở đây? Là cô cho anh bảo tôi đến đây làm việc. Cái gì cơ? Chàng anh bảo mày đến đây làm việc? Mày nghĩ mày là ai mà được sự quan tâm của chàng anh? Hay là mày có ý đồ gì với cô ấy? À? Tôi không quan tâm những gì người ta nói về tôi hay là người ta nghĩ gì về tôi đâu. Nhưng mà tôi biết một điều, cho anh là một cô gái tốt và anh không hề xứng đáng với cô ấy. Mày dám nói móc tao à? Tôi đang nói sự thật thôi. Và nếu như anh còn làm loạn ở đây thì đừng trách tôi không nhịn thế đâu. Mày, chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ cho mày biết tay của tao. Làm mày chọc điên tao trước đấy. Anh Duy này, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em cứ nói đi, anh nghe đây. Thực ra em có giấu anh một chuyện. Có chuyện gì? Nói đi. Nếu mày dám nói lời chia tay thì cây búa này sẽ nhắm thẳng vào đầu mày đấy. Em biết là anh không thích cái người ăn xin mà em và anh gặp tuần trước ở trong thang máy. Nhưng mà em tin vào con người, em tin ai cũng có thể thay đổi. Và em muốn giúp đỡ cậu ấy. Em tin chắc rằng cậu ấy sẽ tốt lên từng ngày. Tại sao em lại tin tưởng hắn ta đến như vậy? Em không hề biết gì về quá khứ của anh ta cả. Bởi vì em tin vào trực giác của em.
Em tin rằng anh ta là một người tốt. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà em nên nhớ, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, em biết chưa? Mà anh này, em khát nước quá, anh xuống mua nước cho em được không? Được thôi, em muốn uống gì nào? Gì cũng được ạ. Ok. Cái gì thế này? Không, không thể nào. Nó trốn được sao? Chẳng hay. Chẳng hay. Đi, chạy lên đây. Chẳng hay. Tại sao ông dám phản bội anh? Anh bỏ tôi ra. Mày làm cái trò gì đấy? Bỏ chạy anh ra. Anh con. Mày nghĩ mày là ai? Mày là ai mà dám cướp người yêu của tao? Hả? Chẳng hay. Chạy đi. Báo công an đi lên. Nhưng mà chạy đi. Đừng lại đấy. Mày. Mày đã đi quá xa rồi đấy. Mày sẽ phải trả ra tội gì mày đã gây ra. Đó. Vì mày mà tao mất tất cả rồi. Mày. Cô đến rồi đấy à? Anh thấy Trung vừa thế nào rồi? Đã đỡ nhiều hơn chưa? Tôi đã khỏe hẳn rồi. Ngày mai tôi có thể đi làm ngay. Thôi, anh cứ nghỉ thêm một tuần nữa đi. Nếu vậy thì tốt quá. Còn Duy thì sao rồi? Hắn ta được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt, nên là gia đình đã đưa vào bệnh viện rồi. Hắn nghĩ tôi với anh cắm sừng hắn ta nên là hắn mới làm như vậy đấy. Đúng là đáng sợ thật. Cũng may là cô đã thoát khỏi tên Duy đó. Ngày hôm đấy may mà nhờ có anh nên là tôi mới không sao đấy. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi chỉ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ một người đã cứu giúp cuộc đời của tôi mà thôi. Nếu như không nhờ có cô thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn là một tên ăn xin, nghèo khó và bị người khác coi thường. Vậy là tôi đã gieo nhân để gặt được quả ngọt à? Ui, này đâu mà nhiều thế này? Quá thảm là loại. Chị xem có gì này. Cái gì cơ? Này. Tiền ở đâu em có nhiều thế? Thì lấy ở chỗ cộng đồng ấy. Không được, em mau cho trả lại người ta đi. Sao lại trả? Em nhìn xem, trời nắng gắt như thế này, người ta kiếm tiền vất vả lắm. Trời ơi, đấy là tư tưởng của người giàu thôi. Chứ còn chị em mình đang cúng thiếu đủ được. Có tiền từ trên trời rơi xuống thì cứ hưởng đi. Không được, em nghe lời chị đi. Nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ. Chị làm sao ấy nhở? Vừa có tiền một cái là em đã mang về lo cho chị luôn rồi. Còn chị cứ đòi trả thôi. Tiền em cho thì chị nhận, nhưng mà không phải tiền ăn cắp ăn trộm thế này. Ôi, mệt với chị quá, không nói chuyện nữa, em đi đây. Mi. Mi, anh cho tôi xin lỗi nhá. Em gái tôi hơi tham lam nên lấy tiền của anh. Nhà tôi thì nghèo lắm, không có tiền. Tôi chỉ có chiếc nhẫn này thôi. Tôi đền cho anh. Coi như là xin lỗi anh. Anh đừng giận em gái tôi nhá. Nghèo rồi còn đòi sạch với chả thơm. Sao có nhà không ngồi đi lại ra đường ngồi này? Tôi bị đau bụng quá mà lại không có tiền vào viện, thành ra phải ngồi tạm ở ngoài đây. Thế người thân của anh đâu? Tôi không có người thân. Trông đáng thương thế này chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ? Cho anh này cầm lấy lo viện phí đi nhá. Không không, cái này là của cô, tôi làm sao nhận vô được. Thôi, cũng có phải là tiền của tôi đâu. Bây giờ tôi giúp anh, sau này anh nhớ trả ơn tôi đấy nhé. Em kéo chị đi đâu mà vội thế? Thì phải đi shopping để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai chứ. Bằng số tiền em ăn cắp của tượng đồng đấy à? Nói chung là tiền ở đâu không quan trọng, quan trọng là buổi phỏng vấn chứ. Bây giờ chị em mình phải thật sang trọng thì mới đi phỏng vấn, để người ta không chèn ép khinh thường mình được chứ. Nhà mình có giàu có gì đâu, em cứ ăn mặc bình thường đi, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Nhưng mà bây giờ môi trường công sở người ta nhìn vào vẻ bề ngoài nhiều lắm. Chưa kịp đánh giá năng lực người ta đã đuổi chị vì chị nghèo rồi đấy. Thôi, chị không muốn đi đâu. Em thích thì đi mua một mình đi. Sao chị cố chấp thế nhở?
Anh ta là người hôm trước ở vỉa hè mà. Chào cô. Anh chính là... Đúng rồi, là tôi đây. Tôi là người hôm trước được cô giúp đỡ đấy. Chủ tịch. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn mình xin việc đây mà. Thế là anh vẫn còn nhớ đến tôi à? Ơn của cô thì làm sao mà tôi quên được. Hóa ra anh là chủ tịch SVM à? Đúng vậy. Nếu vậy thì ngày mai tôi đi phỏng vấn, anh nhớ phải nhận tôi đấy nhá. Tôi... Anh không định đền ơn tôi à? Thôi được rồi. Vậy thì ngày mai cô cứ đến phỏng vấn đi. Còn đâu thì tôi sẽ lo liệu. Cảm ơn anh. Thế chào anh, tôi đi trước nhá. Chị chọn giúp em một bộ đi. Bộ nào mà chả được. Ngày mai á, em sẽ mặc cả cây đồ hiệu đến công ty, cho cái bọn bánh bèo ở đấy lác mắt luôn. Anh mau chọn đi ạ. Em nóng lòng muốn đi làm lắm rồi. Được rồi, vậy thì tôi chọn nhé. Người được chọn vào khâu chuyên viên kinh doanh của công ty sẽ là... Chi? Cảm ơn anh. Sao lại thế ạ? Rõ ràng anh nói hứa là sẽ chọn em cơ mà. Đúng là cái đồ vô ơn, uổng công tôi đã cứu anh đấy. Cô cứ bình tĩnh, đây là tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi. Cấp trên của anh là ai? Gọi anh ta ra đây. Là tôi. Chủ tịch ạ. Anh là... Tôi chính là Tượng Đồng mà cô lấy cắp tiền đấy. Là anh à? Đúng vậy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi trả lại nhẫn cho cô này. Công ty của tôi rất cần những người thật thà và không người tham lam như cô. Nhưng mà tôi vẫn chưa trả lại tiền. Không sao đâu. Số tiền đó coi như một phép thử thôi. Chỉ cần cô không tham lam thì cô sẽ có được nhiều hơn như vậy được. Tuy là như vậy, cô My vẫn có thể được vào làm bộ phận kế toán nếu như cô đồng ý. Tôi cũng có thể được nhận ạ? Tuy là cô có lòng tham đấy, nhưng mà cô vẫn biết dùng số tiền đó để cứu giúp những người khác, chứng tỏ rằng bản tính của cô không hề xấu. Lần đấy là bài test nhân phẩm cuối cùng của cô. Chúc mừng cô nhé. Chị ơi, em được nhận rồi. Cuối cùng thì cả hai chị em mình cũng được nhận rồi. Các cô phải cố gắng hết sức mình đấy nhé. Vâng ạ.